Nhìn chung Phật giáo đại càng, chúng ta thấy có những nét nổi bật như sau. Một, về mặt quân sự, đại càng có công lớn chống quân xâm lược, gìn giữ độc lập cho tổ quốc. Chính các anh vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, lãnh đạo của kháng chiến ấy đều là người thâm hiểu Phật pháp và chuyên tu thiền tông. Hai, về mặt văn hóa, đời Trần đã có cố gắng muốn đổi chữ Hán thành chữ Nôm. Chữ Nôm đã có từ cõi nào chúng ta chưa rõ, nhưng đến đời Trần mới thấy xuất hiện tên văn học Việt Nam. Đa số tác phẩm chữ Nôm đời Trần là của Phật giáo, như bài Cư Trần Lạc Đạo Phúc, Đắc Phú Lâm Truyền Hành Đạo Ca của vua Trần Nhân Tông, bài Vịnh Văn Yên Tử Phú của ngài Huyền Quang, bài Giáo Tử Phú của mạng Vĩnh Chi vân vân. Chúng ta thấy rõ tinh thần muốn sử dụng chữ Nôm thay thế chữ Hán của thời này. Ba, về mặt tôn giáo, đại Trần đứng trên mặt trường Phật giáo, dung hợp cổng giáo, lão giáo thành một khối, gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Riêng về Phật giáo Thiền Tông, ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà gom những tinh hoa các thái kỳ như Đa Đức Chi, Vô Mông Thông, Thảo Đường, Lâm Tế, từ Trung Hoa truyền sang, cô đọng lại thành Thái Thiền Trúc Lâm Nguyên Tử. Thái Trúc Lâm Nguyên Tử là Thái Thiền duy nhất ở Việt Nam do Thiền sư Việt Nam thành lập. Như thế, chúng ta thấy đời Trần nào vẫn muốn độc lập cả văn hóa và tôn giáo. Tuy nhiên, độc lập văn hóa và tôn giáo không có nghĩa tự cô lập và đóng khung tư tưởng mình, mà mở cửa tiếp thu những cái hay, cái đẹp từ bên ngoài vào. Tự tiêu hóa thành cái hay, cái đẹp của dân tộc Việt Nam. Đời Trần không chấp nhận lệ thuộc vào nước ngoài bất cứ phương diện nào, kể cả tôn giáo. Dù thế, các nhà lãnh đạo vẫn thông suốt Phật giáo, cổng giáo và lão giáo. Đặc điểm của đời Trần là học cái hay của người để biến thành cái hay của mình. Tinh thần này rất cao cả, đáng cho chúng ta ngày nay kính trọng. Đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, chúng ta nên học theo gương đời Trần để làm sáng tỏ tinh thần độc lập của dân tộc mình. Một, về mặt quân sự, quân dân ta đã đánh đuổi được giặc ngoại xâm, giành độc lập hoàn toàn cho tổ quốc. Đây là một chiến công oanh liệt, công tuổi thổ với tổ tiên. Hai, về mặt văn hóa, người Việt Nam đã có một thứ chữ riêng đủ sức diễn đạt được tư tưởng dân tộc ta. Chữ quốc ngữ có khả năng chuyên biệt các loại sách văn hóa, khoa học, triết học, tôn giáo vân vân của nước ngoài. Đây là một vinh hạnh lớn lao cho xứ sở mình mà tổ tiên ta chưa có. Về mặt tôn giáo, ở đây chúng tôi chỉ đề cập riêng trong phạm vi Phật giáo, lại chỉ nói riêng về Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông tu học theo kinh điển Hán Tạng. Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa, kinh điển bằng chữ Phạn. Người Trung Hoa phiên dịch toàn bộ ra chữ Hán, sản kinh chữ Hán tương đối khá đầy đủ. Người Việt Nam ngày xưa cũng sử dụng chữ Hán để diễn đạt tư tưởng mình, nên học kinh chữ Hán không có gì là khó.
Ngày nay, toàn dân ta đã dùng chữ Quốc ngữ làm ngôn ngữ chính. Không có mấy người giỏi chữ Hán, thì học tụng kinh chữ Hán là điều không phải dễ dàng. Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải phiên dịch tạng kinh chữ Hán ra chữ Quốc ngữ là vấn đề bức xúc vô cùng. Ngày nay, toàn giải các vấn đề cấp thiết không kém là nghi lễ trong nhà chùa, cúng tụng vẫn phát âm nguyên vẹn bằng Hán Việt. Vô tình, chúng ta bị lệ thuộc văn hóa nước ngoài một cách đáng tiếc. Đến đường lối tu trong các chùa Phật giáo Bắc Tông hiện nay, hầu hết đều pha lẫn Tịnh Độ Tông với Mật Tông. Hai tông phái này lấy lòng tin làm căn bản, tức là tín, hạnh, nguyện. Lấy tha lực làm chỗ nương tựa, cầu Phật trước về cực lạc. Vì thế, người Phật tử mất dần lòng tự tin. Thiền viện Trúc Lâm ra đời, cố gắng thực hiện các điểm sau đây. Một, văn hóa. Chúng tôi việt quá nghiên cứu tu tập hàng ngày. Mỗi ngày đêm tại thiền viện Trúc Lâm có hai thời tụng kinh sám hối và ba thời tọa thiền. Buổi trưa tụng kinh Bát Nhã và nghi thức cúng cơm. Buổi tối sám hối sáu căn theo luật thời sám hối của vua Trần Thái Tông biên soạn. Hai thời này chúng tôi hoàn toàn dịch ra tiếng Việt để người đọc và người nghe dễ hiểu, dễ thâm nhập. Tuy nhiên, sự chuyển dịch buổi đầu không tránh khỏi người nghe chói tai và còn nhiều sai sót. Song chúng tôi bảo dạ tạo một cái nhân nhỏ, mong sau này sẽ đâm chồi nảy tựa nhiều hơn. Nghi thức lục thời sám hối của vua Trần Thái Tông vừa thiết thực đối với người tu, vừa có văn chương mà từ trước đến nay trong giới Phật giáo ít ai lưu tâm đến. Chúng tôi cố gắng làm sống lại những cái hay, cái đẹp của tổ tiên mình, đồng thời việc quá nghi thức tu hành để tránh cái lỗi bị tha hóa mà lâu nay chúng ta mắc phải. Hai, phần tu tập. Tinh thần tu tập, chúng tôi nương theo thiền tâm đời trần làm chuẩn đích. Phật giáo không bị giới hạn trong một quốc gia, một dân tộc, nhưng về phương diện, về phương tiện tùy duyên giáo hóa. Phật giáo truyền bá đến đâu phải thích ứng với phong tục văn hóa xứ ấy, gọi là thế cơ xong chân lý giác ngộ của đạo Phật, bất cứ ở nước nào cũng không thay đổi, gọi là thế lý. Thiền tâm đời trần có đủ hai điều kiện trên nên chúng tôi hướng theo. Thiền tâm lấy giác ngộ làm nền tảng, tức là tự giác và giác tha. Lấy trí tuệ làm cửa vào, cho nên cửa trong. Vì vậy mà khi nói tới thiền, người ta hay nói nơi cửa trong. Cho nên thiền tâm là cốt thủy của đạo Phật. Tu theo thiền tâm là tự khai thác kho báu sẵn có của chính mình, chứ không tìm cầu nơi nào khác. Do đó, người Phật tử tu thiền càng ngày lòng tự tin càng mãnh liệt. Bốn câu kệ kết thúc bài phú cư trần lạc đạo. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc tan hề khốn tắc nguyên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Dịch ở trần vui đạo hải tùy duyên, đói đến thì ăn nhập ngủ liền, trong nhà có báo
thôi tìm kiếm. Đối cảnh không tâm, chớ hỏi thiền. Thiền sư Đại Trần chẳng những giải ta ni Phật tử tu thiền, mà còn giảng kinh luật cho mọi người được thấm nhuần giáo lý Phật dạy, cho nên rất thích hợp với tinh thần thiền giáo song hành do chúng tôi đề xướng. Ba, nếp sống đạo đức. Thiền sinh trong thiền viện Trúc Lâm lấy lục hòa, tức là thân hòa cùng ở, miệng hòa không tranh cãi, ý hòa cùng vui, giới hòa đồng đồng. Nếp sống đạo đức làm sao biện minh được một người tu đạo đức cao siêu mà tâm cãi nhau, bất bình với nhau, có thành kiến với nhau, vân vân. Vì thế bước đầu sống trong thiền viện, chúng tôi bắt buộc thiền sinh phải thực hiện cho được luật hòa. Thưa quý vị, mọi việc đều do nhân duyên tụ hội mà thành. Một nhân đơn lẻ không thể thành tựu được một việc gì, cho nên chúng tôi hy vọng được chư giáo phẩm trong giáo hội tình ủng hộ, tạo thành thắng duyên cho Phật sự này được viên mãn. Chúng tôi mong được sự cảm thông của các cấp chính quyền trợ lực cho chúng tôi thực hiện được phần nào những nét cao đẹp của tổ tiên với các Phật nữ gần xa. Quý vị đã quá nhiệt tình đóng góp vào công trình xây dựng này. Còn những việc dài lâu về sau, tôi tin chắc rằng không bao giờ tất cả quý vị thờ ơ để mặc chúng tôi. Sau đây, chúng tôi mong tất cả tăng ni đã được thu nạp vào thiền viện Đức Lâm phải quyết tâm tu hành, phải chiến thắng nội ma và ngoại ma, phải khẳng định trong đời này sáng đạo. Được vậy, chúng tôi mới vui lòng trước khi theo Phật. Cuối cùng, chúng tôi thành tâm đa tạ tất cả quý vị đã hoan hỷ đến dự lễ thánh thành hôm nay. Quý vị đến đây với tâm tùy hỷ một Phật sự do chúng tôi chủ xướng. Đây là phần thưởng cao quý từ quý vị ban cho, khiến chúng tôi phải nỗ lực hơn để làm tròn trọng trách của mình. Kính chúc quý vị an khang. Tổng thị chân như Úc Úc Quỳnh Hoa Vô Phi Bất Nhã. Tất cả đều là chân như mơ mở mơ vàng, không đâu là không bất nhã. Và với ý nghĩa đó, bằng tiếp tục theo chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Mãn, Ủy viên Trung ương, Tiên trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng ban cảm từ. Kính bạch chư tôn giáo Phật, kính thưa chư thượng hòa thượng thượng và đại đức tăng ni và các tổ chức ban lành, thưa quý đạo hữu Phật tử, thưa toàn thể quý vị, tôi vô cùng hân hoan và xúc động khi được ban tổ chức đề nghị thay mặt đại hội giáo Lâm Đồng phát biểu cảm nghĩ, được cung sạch trang nghiêm và thắm thiết đạo tình của quê hương thần thần ngôi thiền viện Trúc Lâm tổ chức ngày hôm nay ngày 8 tháng 2 năm Giáp Tuất. Tôi hồi tưởng lại cuộc tại nơi đây thì thật quý cùng quý Phật tử cũng đã chứng minh tham dự buổi lễ đặt chiêm đá đầu tiên trong ngôi thiền viện này. 10 tháng phẩm Phật trôi qua, thiền viện đã hình thành nghiêm trang quy mô và đẹp đẽ, nhuốm đầy đạo vị thiền môn. Thiện nghiêm đã và sẽ làm ngưỡng mộ và thân quan
chưa tắt tan 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 cùng dương giới tiến độ Phật tử tự như có sự phù và dứt thể công đức này cũng được hiện như một cảm ứng thiêng liêng trong ý nghĩa tôn giáo diệu màu. Tôi vẫn nhớ mà ba mục đích lớn trong việc xây dựng ngôi nhà năm này mà Hòa Thượng Viện Chủ nêu rõ trong buổi lễ đặt chân đá đầu tiên. Một là tạo cảnh quan xinh đẹp, mang sắc thái tấm vải dân tộc. Hai là khôi phục truyền thống đời trần. Ba là hướng dẫn tăng ni Phật tử chuyên tu thiền. Tôi nghĩ rằng ba mục đích vô cùng thiết thực này có thể được xem là chỗ quy hướng của mọi sinh hoạt sắp đến của thiền viện Trúc Lâm. Theo vậy đà phát triển của đất nước trong những năm qua, quốc gia Đại Việt thời Tần đã để lại những trang sử vẻ vang oai hùng và phồn vinh của đất nước, đã ghi dấu thời cực thịnh của Phật giáo, đặc biệt là của thiền tâm, cụ thể là thiền Phải Trúc Lâm Diễn Tự, mà thành viên là chủ tịch thiền sư gồm Chúa Quang, Hoàng tộc và triều đình và dân dân cả nước. Đất nước Việt Nam ngày nay đang vươn lên mọi mặt, nhưng khó khăn cứ còn, những sự phát triển còn đến là con đường phát triển. Trong mỗi đám đó, tôi đang sống với đất nước Phật giáo Việt Nam một chút chiếu đi vào một giai đoạn phát triển mới. Sự định hướng phát triển phù hợp với bản chất văn hóa dân tộc, khơi dậy truyền thống Phật giáo dân tộc và những trong tu tập thiền định. Bên cạnh những hoạt động đời đạo Phật trời, Bồ Đạo Hội là một quan niệm vô cùng đúng đắn. Tôi hoàn toàn tin được sự định hướng ấy của Hòa Thượng Thiền Chủ khi Ngài xây dựng ngôi thiền viện này là một cảnh quan vô cùng sinh động, một tương lai thật đẹp đẽ đang bày ra trước mắt chúng ta qua những hoạt động giới của thiền viện. Thiền môn này đất nước có thể tự hào vì có thêm một nhân dân phẩm tích. Đó là ý nghĩa mà hôm nay sở dĩ có thiền viện của con này cũng nhờ sự giúp đỡ tận tình của chính quyền mặt trận có ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng là hết sức quan tâm, vì thế mà thiền viện Trúc Lâm được hiện diện hôm nay. Và với sự hiện diện đó, sự giúp đỡ quan tâm đó, chúng tôi xin kính mời ông Phạm Đức Lợi, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban tôn giáo tỉnh Lâm Đồng phát biểu cảm thưởng và chúc. Hòa Thượng Thích Thiện Hào, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thượng Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện trưởng Viện Trúc Lâm, Thiền viện Trúc Lâm. Kính thưa Cụ Trần Bình, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Thưa vị đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Kính thưa quý vị đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Đà Lạt. Tôi xin chào mừng và chúc sức khỏe quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý vị đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể của Trung ương và tỉnh bạn, quý vị bà con Phật tử xa gần về dự lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm hôm nay. Đặc biệt tôi có lời chúc mừng Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viên trưởng thiền viện Trúc Lâm.
Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đạo Phật đến với dân tộc Việt Nam đã gần 20 thế kỷ. Trong gần 2000 năm ấy, Phật giáo Việt Nam luôn 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 gắn bó với dân tộc, đã phát sinh ra nhiều bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Các vị cao tăng đó cũng là những hiền tiêu sư. Như vậy, thiền tông của Việt Nam có từ rất sớm. Nói thiền tông của Việt Nam là nói đến Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị cùng toàn thể đồng bào, ngày nay giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên của mặt trận tổ quốc vận động chủ nghĩa xã hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đã được nên là có nhiều cố gắng vận động tổ chức và được sự chấp thuận của nhà nước. Đến nay thiền viện Trúc Lâm đã hoàn thành. Đây là nơi đóng góp, là một nơi đóng góp phần đào tạo tăng tài, là nơi nghiên cứu thiền công Việt Nam. Tôi mong rằng thiền viện Trúc Lâm ngoài nhiệm vụ chính của mình sẽ giữ vững mối quan hệ đoàn kết và góp phần xây dựng với giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời cũng luôn luôn địa điểm tham quan du lịch của thành phố Đà Lạt rất đẹp này. Cuối cùng một lần nữa xin kính chúc quý hòa thượng Thượng Hòa Đại Đức Tăng Ni cùng quý vị đại biểu và bà con Phật tử dồi dào sức khỏe. Xin kính chúc hòa thượng Thích Trân Từ hoàn thành được sở nguyện của mình. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây tôi xin thay mặt cho lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng xin tặng tiền viện một cái lưu niệm nhân dịp lễ khánh thành. Thanh Hạ Từ Vị Nữ Thiền Viện Trúc Lâm. Quan nghĩ của Hòa Thượng Nguyễn Trưởng đã tỏ tất cả những nỗi niềm xúc động, ưu tư và nhất là quan nghĩ việc xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm sau này. Trong lúc tranh tạng, chúng tôi thấy có ngôi chùa Mộ Cột có đại lý do một chấp chiêm bao của nhà vua mà biến thành ngôi chùa Mộ Cột. Ngôi chùa Mộ Cột biểu tượng như một chiếc hoa sen trên thờ Đức Quán Thế Âm, trong gần buồn mà chẳng thôi tăng người buồn. Và tiếp tục theo chương trình, bây giờ đến dân tặng kỷ vật, chúng tôi xin mời quý phái đoàn nào có kỷ vật xin được dân tặng. Công nhân dân Nguyễn Văn Mộc tặng thành phố Đà Lạt kính tặng hai cây bách tán, hai tấm phủ tuyệt hậu. Nói đến bách tán, chúng tôi nhớ tuyệt hậu thái con đứng trên đầu sào trong trước, bước thêm một bước nữa để giúp đứng vung tay sẽ giúp sanh tử luân hồi mới xong việc có một thành giả. Đến gian tặng kỷ vật, kỷ vật của giáo hội chúng tôi là ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh với đức chân nhân đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Mắt thế con nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng thế con như biển thẳm xanh màu, tay hiền từ lúc bước giữa đêm thâu với pháp ngũ đầy vàng châu cảm mến. Và giáo hội trung ương ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh Phật giáo Vũng Tàu đang trang trọng phần quà kỷ niệm đặc biệt về Hòa Thượng Nguyễn Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm cũng hai bức chân dung của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ban trị sự thành phố Vũng Tàu và Thượng tọa Thích Nhật Quang đại diện cho Hòa Thượng Lễ Trưởng đang nhận phần quà kỷ niệm bí mật. Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hào, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương, Ban Đạo Trường. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.
tham gia rất đông đủ, với yêu cầu đi hòa thượng, với thượng tọa để chia sẻ các nhân viên.